làm công việc gì và ngân hà có phải là ngân hà hát với giọng để nhớ về quê hương mình hay không? Lại không sao? Có phải là ngân hà muốn hát trên cao ví dặm để đi đỡ nhớ quê hương mình hay không? Rồi, xin lại câu đó, câu đó bị nắng, bước tới trả lời lại câu đó, câu vừa rồi, rồi. Thôi được rồi. Không bị nắng, bị nắng cái mặt. Cái câu sau á, cái ý sau á. Nói về. Nha, từ từ nha. Vậy thì quay lại hết chứ không có thể nào. Rồi muốn là lại hết cũng được. Em nói cho chị từ đầu tới đuôi, cho nó nãy chị dặn em nè, là em nói về cái quê hương Thanh Chương của em cái gì nữa, là em nói về em làm công nhân mà em đang ở đâu. Cái quan trọng là em đang ở Dĩ An nè. Mà em đang ở Dĩ An thì em hát ví dặm để em nhớ về quê hương của em. Tại sao em chọn ví dặm? Rồi, bắt đầu lại nha. Rồi, nhìn chị Phượng, đừng có nhìn vô đây. Không nhìn vô ống kính. Hay nhìn ống kính lắm, chị cứ chỉ vô mặt chị. Ờ, cho đó em lại em cũng xin chỉ qua đây mà không nhìn em. Rồi, bây giờ. Làm lại từ đầu luôn đi. Rồi, từ lại từ đầu nha. Nhìn chị Phượng giùm nha em nha. Rồi, chuẩn bị nè. Nói một lèo luôn giùm em. Nói chạy. Rồi, xin mời em. Được rồi. Rồi được rồi, mời em.